Chuyên gia nga, thả đá với tuyển Việt Nam còn hơn ngồi chơi không. Trong lượt tập trung hồi tháng 9, đội tuyển nga sẽ sang Việt Nam thi đấu hai trận giao hữu gặp đội chủ nhà vào ngày 5 tháng 9 và gặp Thái Lan vào ngày 7 tháng 9. Trong những ngày qua, nhiều quan điểm trái chiều xuất hiện liên quan tới việc đội bóng xứ bạch dương chọn hai đối thủ nằm ngoài top 100 là đội tuyển Việt Nam thứ 115 và Thái Lan thứ 101. Cựu danh thủ người nga Alexander Mostovoy cho rằng những trận đấu sắp tới không có nhiều ý nghĩa với đội bóng xứ bạch dương khi chất lượng đối thủ không cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia ủng hộ đội tuyển nga sang Việt Nam thi đấu giao hữu đơn cử như cựu cầu thủ Dimitri Alenichev. Ông cho rằng đội bóng xứ Bạch Dương không có nhiều đối thủ sau khi nhận lệnh cấm của FIFA và UEFA. Do đó, ngay cả trận đấu với đối thủ yếu hơn như đội tuyển Việt Nam cũng là trải nghiệm tốt. Dimitri Alenichev chia sẻ với tờ Champion Nat, tôi cho rằng những đối thủ như đội tuyển Việt Nam và Thái Lan quá dễ dàng với đội tuyển Nga. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Valery Kapin thả chơi với những đối thủ như vậy còn hơn là không thi đấu và tập luyện. Cựu danh thủ Renat Dasaev tỏ ra thận trọng, thú thực, tôi không biết thông tin nào về đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tôi chưa xem hai đội bóng này thi đấu bao giờ, thật khó đánh giá sức mạnh của họ. Nhưng dù thế nào, đội tuyển Nga cũng cần thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất. Những trận đấu giao hữu có lợi cho đội tuyển Nga thời điểm này.